Hôm nay cũng qua đợi 2/9 các bạn ơi, mình có làm món gỏi tại nhà, mình giới thiệu cho các bạn món làm gỏi gà ngon ha. Đây là con gà này, gà này mua về các bạn rửa muối, rửa tí rượu, cắt cái da này nè, rồi có hôi xong rồi các bạn lưu ý các bạn hấp nè, hấp con gà cho nó ngon nha. Hấp con gà xong chín chớt gà. Rồi các bạn xé gà cái nước sốt các bạn chuẩn bị á, chanh nè, chanh nãy mình làm rồi nè, chanh, nước cốt chanh là 3 trái, và để làm trộn nước sốt, nước cốt chanh, hành phi, đường, nước mắm ngon nha. Các bạn trộn vô trong đây là nước cốt chanh, nước mắm với 2 muỗng đường trộn lên chừa lên một ít để trộn qua cái gà mình xé ra nè các bạn. Đó, mình xé gà mình trộn vô đây khoảng 2 muỗng canh. Trộn gà xong còn nhiều các bạn trộn gỏi. Cái nước trộn gỏi này là các bạn lưu ý là nhớ là cái hành phi này mình sấy nè. Còn cái nước mỡ đó các bạn trộn ở đây các bạn trộn luôn. Đó, các bạn trộn cái gì xong nè, này phải để riêng, cái này để riêng, trộn cho nó thấm này nó mới ngon nha các bạn. Đó. Sau khi trộn xong các bạn sẽ đổ cái này vô lại. Bạn trộn lên lại. Đó. Trộn lên lại với các bạn lưu ý cho mình là sử dụng mình không sử dụng rau găm nha. Mình sử dụng hò gai. Khi cà phê mà các bạn lưu ý cho mình là phải sắc mịn các bạn. Sắc càng mịn nó càng ngon nha. Đó, các bạn trộn lên. Trộn cho nó đều lên. Rồi các bạn sẽ bỏ hành phi vô. Và xong các bạn sẽ bỏ ngò gai vô, trộn đều lên. Đó, bạn sẽ trộn đều lên xong rồi các bạn cái nước cốt chanh hồi nãy đó là các bạn nước cốt chanh nãy đó là đây nè. Các bạn nhớ rót ra một miếng nè, rót một miếng nước cốt chanh với nước mắm mình đó. Đó, chút xíu mình làm cái nước chấm này mình chấm luôn, chấm cái gỏi nó ăn nè các bạn, rất là ngon nha. Nhưng mà các bạn lưu ý là gà là phải hấp nha.